chúng sanh văn ngã danh hiệu chí tâm tính nhạo sở hữu thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc nảy chí thập niệm nhược bất sanh giả bất thủ chánh giác duy trừ ngũ nghịch vị bán chánh pháp tịnh độ đại kinh khoa chú tập 14 Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không Thời gian ngày 24 tháng 3 năm 2014 Địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Các vị Pháp Sư Các vị Đồng Tu Xin mời ngồi Xin mời ngồi Mời mọi người cùng tôi quy y, y, y tam y bảo à a lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm thị tùng kim yếu yếu nhật nảy chí mạng tồn quy y phật đà dạ? lượng túc trung tôn Quy y đạt ma Ly dục trung tôn Quy y tăng giả Chư chúng trung tôn à A xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thủy tùng kim nhật nảy chí mạng tồn Quy y Phật đà Lượng túc trung tôn Quy y đạt ma Ly dục trung tôn Quy y tăng giả chư chúng trung tôn à a lê tồn niệm ngà đệ tử diệu âm thị tùng kim nhật nãi trí mạng tồn quy y phật đà lượng túc trung tôn quy y đạt ma ly dục trung tôn quy y tăng già chư chúng trung tôn mời xem đại kinh khoa chú Hàng thứ 162 162 Bắt đầu xem từ hàng thứ năm Đây là đoạn sau cùng Đại Thánh Thùy Từ Đặc Lưu Thử Kinh Kinh Vân Đường lại chi thế Kinh đạo diệt tận Ngã dĩ từ bi ai mẫn Ngã ở đây là Thích ca mâu ni Phật tự xưng Đặc lưu thử kinh Chỉ trụ bách tuế Pháp dẫn của Phật Là 12.000 năm Là tròn đầy Phật Pháp ở cái thế gian này mất hết rồi Thích Ca Mâu Ni Phật Dùng lòng từ bi vô tận Dẫn đem bộ kinh này Lưu lại một trăm năm Kỳ hữu chúng sanh trực tư kinh giả Tùy ý sở nguyện Giai cả đắc độ có thể vào thời gian này gặp được bộ kinh này. Gặp được câu danh hiệu này đều có thể được độ hậu pháp diệt tận kinh trung. Diệt cụ kinh vô lượng thọ tối hậu nhập diệt di thuyết. Ở trong Kinh Pháp Diệt Tận Cũng là nói như vậy Chúng ta xem chú giải Của Lão Niệm Tổ Kinh dân Tương lai gì thế Tức là tương lai Khi nói cái lời này Thích ca mâu Ni Phật còn tại thế Cũng chính là Cái thời đại Mạng Pháp này Cái thời đại này rất dài Có đến 10.000 năm Phần sau này cũng nói đến tuổi thọ con người chúng ta. Ngắn nhất là 10 tuổi, dài nhất là 8 dạng 4 ngàn tuổi. Từ 10 tuổi, mỗi 100 năm tăng thêm 1 tuổi, tăng đến 8 dạng 4 ngàn tuổi. Đây là tuổi thọ cao nhất của con người lấy từ 8 dạng 4 ngàn tuổi 100 năm là giảm đi 1 tuổi Là giảm đến 10 tuổi Một dòng tăng giảm như vậy Gọi là một tiểu kiếp Đây là thọ mãn của cõi người ở trong lục đạo nhân gian Chúng ta Hiện nay đang ở trong Thời giảm kiếp Thích Ca Mô Ni Phật Năm xưa còn tại thế Tuổi thọ có người là Một trăm tuổi Một trăm năm giảm một tuổi Thế Tôn Nhập diệt Đến chúng ta hiện nay Theo ghi chép của Trung Quốc là 3041 năm Vì 3 3000 năm đã giảm đi 30 tuổi Người hiện nay thọ 70 70 tuổi Trải qua 1000 năm nữa Tuổi thọ con người còn 60 Qua 2000 năm nữa Tuổi thọ con người là 50 Cứ như vậy giảm đến tuổi thọ con người còn 10 tuổi Pháp dẫn của Thích Ca Ni Phật vẫn còn Bởi vì sau này còn 9.000 năm Đến khi tuổi thọ con người 10 tuổi lại 100 năm tăng một tuổi Pháp dẫn của Thế Tôn vẫn còn vào thời gian này càng gì sau nữa thì phật pháp sẽ càng suy tuy có thịnh suy nhưng suy chắc chắn là lớn hơn nhiều so với thịnh cho nên chúng ta nhất định phải biết cho dù có được lại thân người Cũng không dễ gì gặp được Phật Pháp Cho nên Phật nói Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Đoạn sau cùng này nói Kim ư mà thế Trọng ác di thâm chúng căn vũ liệt Cấu trọng cấu là ô nhiễm Chướng là nghiệp chướng Ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng Nghiệp chướng càng ngày càng sâu Ác làm thao thiên Động nhiệm biến địa Thế tôn thùy từ Nhưng đặc lưu thử kinh Dĩ tác từ hàng Chánh hiển bổn kinh Hưng khởi chi thắng duyên Đặt danh Pháp môn chi diệu dụng Phật ân thâm trọng Phấn thân nàng báo Những câu này Của lão niệm Từng câu đều là chân thật dưới đây chúng ta xem Nguyên văn của chú giải Thử Chánh hiển bổn kinh Hưng khởi chi thắng duyên Chư Phật như lai Cùng một cái nguyện vọng Hy vọng khắp pháp giới hư không giới chúng sanh lục đạo ở trong tất cả cõi nước chư phật lục đạo là khổ nhất hy vọng có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi càng sớm càng tốt thành tựu viên mãn phật đạo càng sớm càng tốt sự việc này a di đà phật đã dẫn đầu rồi tất cả chư phật đều có cái nguyện này mà chưa có phát ra tuy có phát ra nhưng chưa có phương tiện thiện thiền xảo chỉ có a di đà phật Ngài phát ra rồi Ngài làm quá thật là quá xảo diệu Những sự việc này Ở trong phần sau kinh văn chúng ta có thể học đến Đó chính là Sự diệu dụng của pháp môn trì danh chúng ta phải có định tâm phải có trí huệ trí huệ quan sát khiến chúng ta sinh ra tính tâm nguyện tâm không có định thì không có huệ không có định thì cũng không có giới do giới được định do định cai huệ có giới định huệ gặp được cái pháp môn này thì ai ai cũng có thể thành tựu đây là diệu dụng sự diệu dụng của pháp môn trì danh Cho nên giới định huệ tam học Chúng ta phải coi trọng Vì chúng ta có cần phải học giới hay không? Cần Có cần đi học tạng luật hay không? Không cần thiết Chúng ta chỉ cần Đem giới luật cơ bản Làm được là được rồi Giới luật cơ bản là gì vậy? Sự kỳ vọng của tôi Đối với đồng tu Tình tâm Chúng ta làm Năm khóa một Chính là năm khóa tam phước lục hòa tam hỏng lục độ mười nguyện phổ hiền là đủ rồi tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất là góc chính của giới luật Điều thứ nhất Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Chúng ta thực hiện trong đệ tử quy Từ tâm bất sát Thực hiện trong cảm ứng thiên Câu sau cùng là tu thập thiện nghiệp Kinh thập thiện nghiệp đạo Ba loại kinh sách này Đệ tử quy cảm ứng thiên Kinh thập thiện nghiệp đạo Là ba cái góc của nho thích đạo Phật nói vô cùng hay Ba điều này là Chánh nhân tình nghiệp Của ba đời chư Phật Tình nghiệp tam phước ba điều Vừa rồi chúng ta nói điều thứ nhất Điều thứ hai Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới Bất phạm uy nghi Điều thứ ba Phát tâm bồ đề Tin sâu nhân quả Độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả Bạn thấy tam phước Mười câu phía trước là Thành tựu bản thân Một câu sau cùng là phổ độ chúng sanh là lời tha tự hành hóa tha bản thân chưa có thành tựu thì không thể giúp đỡ người khác được người khác không tin chỉ giới niệm phật niệm phật thật sự tin có thế giới Tây Phương cực lạc Thật sự tin Có A-di-đà Phật Có thật sự tin Thật sự nguyện Một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật Thì quyết định được sanh thế giới cực lạc Chắc chắn gần gũi A-di-đà Phật diệu dụng của pháp môn niệm phật dưới đây niệm lão đã nêu cho chúng ta một cái thí dụ đã như thức ăn chứa đầy dinh dưỡng có thể làm tăng thể lực khỏe mạnh cho người giống như thức ăn chứa đầy dinh dưỡng sau khi chúng ta ăn rồi Đối với Thân tâm khỏe mạnh Thế lực dồi dào Cái này thí dụ cho cái gì vậy? Thức ăn chứa đầy dinh dưỡng Chính là cái pháp môn này Chính là bộ kinh điển này Đặc biệt là Cái bất khả tư nghị Chính là câu danh hiệu này Phục như Thù hiệu thần nghiệm chi linh dược Hiện nay gọi là thuốc đặc hiệu Bệnh nặng như thế nào Cũng có thể trị khỏi Có thể trị được Tất cả chứng bệnh Những thí dụ này thầy đều là Thí dụ cho pháp môn tịnh độ Tính nguyện trì danh Phổ thí nhiều ít Nhiều là dồi dào Ít là lợi ích Không phải lợi ích thông thường Là lợi ích cao nhất Lợi ích đầy đủ nhất Gọi là nhiêu Cố vân đại tai diệu dụng Bất cả tư nghị giả Chí ư mạc thời Trọc ác di thâm Chúng căng vũ liệt Nhân thọ thập tuế Chúng ta hiện nay là Bảy mươi tuổi, một ngàn năm sau là sáu mươi tuổi. Hai ngàn năm sau là năm mươi. Ba ngàn năm sau là bốn mươi. Bốn ngàn năm sau là ba mươi. Năm ngàn năm sau là hai mươi. Giảm tiếp sáu ngàn năm chính là mười tuổi. Đây là giảm đến mức thấp nhất Quay trở lại Một ngàn năm tiếp Tuổi thọ có người là Hai mươi Một ngàn năm tiếp nữa Tuổi thọ có người là Ba mươi Một ngàn năm tiếp là Bốn mươi Một ngàn năm tiếp nữa là Thọ năm mươi tuổi Thì pháp dẫn của Thích Ca Mâu Ni Phật Hết rồi Cho nên Đến khi tuổi thọ con người 10 tuổi Thì thời mạng pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật Chưa có qua hết Mạng pháp có đến 9.000 năm Đại khái đến kiếp tăng tuổi thọ của con người ba bốn chục tuổi thì pháp dẫn của Phật đã mãn Giờ lúc này Thế gian không có Phật Pháp Bồ Tát Di Lạc vẫn chưa ra đời Vẫn còn một khoảng thời gian Rất là lâu dài Khoảng thời gian này Làm như thế nào đây Chúng ta đọc Kinh Dị Tạng thì biết Thế Tôn Đem cái sự diệt bằng pháp lợi sanh này Ủy thác cho Bồ Tát Địa Tạng Hay nói cách khác Bồ Tát Địa Tạng đại biểu Phật Đại diện Bồ Tát Địa Tạng dùng phương pháp gì vậy? Dùng đạo hiếu Có thể hiếu thân tôn sư Thì Phật Pháp mới có thể thiết lập Hiếu thân tôn sư Là gốc rễ của văn hóa là nền tảng của dạy học phật pháp là giáo dục là dạy học phật pháp không phải tôn giáo điều này chúng ta không thể không biết nhìn thấy những chân tướng sự thật này chúng ta cần phải hạ à quyết tâm quyết định không được phép từ bỏ cơ hội lần này trong đời quá khứ chúng ta biết đã từng gặp được cái pháp môn này không chỉ một lần cho nên chúng ta ngày nay có thể gặp được hơn nữa gặp được rồi Rất vui vẻ Rất quan hỷ Cái tâm vui vẻ quan hỷ này vẫn không đủ Tại vì sao vậy Bạn vẫn chưa có thật Buông xả triệt để Một lòng một giả Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Cái này vẫn chưa làm được Đây chính là thiền căn phước đức dân duyên Có mà không đủ Thế thì làm như thế nào Tăng cường thêm Tăng cường có được không vậy Được Dùi mãi không thôi Thật sự phải làm được Tranh thủ từng giây từng phút Ta tuyệt đối không thể để thời gian luống qua Mỗi một giây đều là A-di-đà Phật Tranh ở đây là gì vậy? Là tranh thủ đời này thành tựu Nghĩ gì khác Làm gì khác Quên hết a di đà Phật rồi Đó chính là tạo nghiệp luân hồi Bất luận làm việc gì Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy Trong tâm toàn là A-di-đà Phật Đó chính là niệm niệm đều là công đức Tích lũy công đức Bất luận làm sự việc gì Trong tâm cũng có Phật hiệu Niệm Phật Cùng làm việc không có cản trở nhau Làm việc là có dùng tâm có dùng sức dùng sức không cản trở dụng tâm có cản trở nếu như là dụng tâm thì ngưng phật hiệu lại trọn vẹn làm việc cho tốt sau khi làm tốt rồi thì buông sự ra lập tức để khởi phật hiệu cần tập thói quen này Tốt nhất là phương diện Sự này càng ít càng tốt Tùy duyên không phan duyên gì thì tốt Tóm lại phải dành thời gian Để niệm Phật gì thì đúng Lời kết cuối cùng Chí ư mạc thế Hiện nay là thời kỳ mạc Pháp Mạc Pháp đã qua một ngàn năm rồi Bắt đầu cái ngàn năm thứ hai Trọc ác di thâm Trọc là Ô nhiễm Ô nhiễm nghiêm trọng Ác là tạo ác nghiệp Thập ác Chúng ta hãy bình tĩnh mà quan, quan sát cái thế gian này Sát sinh Trộm cắp Tà dâm Vọng ngữ Đôi lời thêu dệt Ác khẩu cam sân si mạng Trên cái địa cầu này Nơi nào cũng vậy Cho nên mang đến tai nạn Nghiêm trọng Quả thật giống như lời niệm lão nói Ác lãng Thao thiên đồng nhiệm biến địa Tám chữ này Chính là khi tai nạn lớn xuất hiện vào lúc này thế tôn thùy từ nhưng đặt lưu thử pháp dĩ tác từ hàn, dĩ gián cam lộ phật ân thâm trọng phấn thân nàng bảo tín nguyện trì danh Giảng sanh tịnh độ Gần gũi di đà Vì minh là báo ân Phật Báo chung cho bốn ân Báo ân Phật Báo ân cha mẹ tổ tiên Báo ân quốc gia Báo ân chúng sanh Thấy đều báo rồi Chúng ta phải hiểu rõ Nếu không phát nguyện sanh tịnh độ Là quá đổi sai lầm Cái yếu đoạn thứ hai Nhị bản kinh thể tánh Cũng chính là nói Phật thuyết bộ kinh này ừ. Căn cứ Lý luận là gì? Nếu như không có căn cứ lý luận Thì chúng ta làm sao có thể tin được đây? Cho nên Sau khi dạy khởi nhân duyên muốn gì chúng ta nói rõ thể tánh của bổn kinh đoạn thứ nhất nhất thiết đại thừa kinh điển giai dĩ thực tướng vi thể tất cả kinh đại thừa thực tướng là chân tướng chân tướng của vũ trụ nhân sanh Thực tướng giả Chân thực tướng giả Hữu bình đẳng nhất tướng giả Dưới đây là Nguyên văn của chú giải Nhất thiết đại thừa kinh điển Gia dị thực tướng Vi kinh chánh thể Kinh đại thừa Tất cả đều là lưu xuất ra từ trong chân tướng tự tánh cổ đức vân chư đại thừa kinh giai dị nhất thực tướng vi ấn ấn này chính là ấn chứng ấn chứng minh nó là chân thật cái gì gọi là thực tướng Thực tướng giả Chân thực chi tướng giả Vũ trụ nhân sanh Tất cả muôn sự muôn vật Chân tướng là gì vậy? Ở đây đã tiết lộ cho chúng ta Một chút tin tức rồi Là bình đẳng nhất tướng Vì sao vậy? nó là lưu xuất ra từ trong tự tánh tự tánh chính là trong đề kinh chúng ta gọi là thanh tịnh bình đẳng giác tự tánh là chân tâm chân tâm là thanh tịnh chân tâm là bình đẳng chân tâm là giác mà không mê Chúng ta xem đoạn thứ nhất dưới đây Đây đều là nói thực tướng Phật ở trên kinh nói Thực tướng vô tướng Ly nhất thiết hư vọng tướng Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Là trong kinh kim cang nói đây là nói từ trên thể thực tướng vô tướng cho nên gọi nó là không cái không này không phải không ngơ không thể nói là không có gì vì sao vậy nó có thể hiện tướng gặp được duyên nó liền có thể hiện tướng việc vô bất tướng vô bất tướng chính là có tướng tướng mà vô tướng vô tướng mà có tướng đây gọi là thực tướng đây là chân tướng sự thật chân tướng sự thật hoàn toàn không thể được bởi vì tâm tánh không có hiện tượng nó không có hiện tượng vật chất cũng không có hiện tượng tinh thần tất cả pháp từ tâm tưởng sanh nó không có tâm tưởng cho nên thực tướng không thể được chúng ta không có duyên đến được Mắt tai mũi lưỡi Ngũ căn này Cái mà nó duyên đến là hiện tượng vật chất Là tướng phần của a lại gia Ở trong tự tánh Không có a lại gia a lại gia là giả a lại gia tuy từ trong tự tánh biến hiện ra Nó là vọng tâm Nó là tâm sanh diệt mà tự tánh là bất sanh bất diệt Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Đều là do a lại gia biến hiện ra Năng biến là sanh diệt Tướng sở biến đương nhiên cũng là sanh diệt Cho nên nói Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng tự tánh không có hiện tượng tám thức của chúng ta không thể duyên đến được nhưng mà nó thật sự tồn tại tự tánh không có sanh diệt nó ẩn hiện khi không có duyên thì ẩn ẩn chính là vô tướng không tất cả tướng chính là thực tướng vô tướng nếu nó hiện chúng sanh có cảm nó liền có ứng hiện ra tướng cho nên gọi là vô bất tướng nó cái gì cũng hiện được khi hiện chính là chúng ta ngày nay gọi là toàn vũ trụ toàn bộ vũ trụ đều là do tự tánh biến hiện ra nó hiện không gọi là xanh Có xanh thì có diệt, nó gọi là hiện, nó gọi là ẩn, ẩn hiện, không phải sanh diệt. Hiện không phải là xanh Ẩn không phải là diệt. Ở trong đại thừa giáo hai chữ ẩn hiện, chúng ta phải có khái niệm cho nên tướng mà vô tướng cái tướng này là hiện từ trên hiện tượng bạn biết nó là vô tướng đây chính là thực tướng tuy hiện tất cả tướng do a là gia biến ra nó thể đều là giả nó không phải là thật Bạn quan sát tỉ mỉ Tất cả động vật đều có sinh lão bệnh tử Tất cả thực vật đều có sinh trụ dị diệt Tất cả khoáng vật đều có thành trụ ngoại không Đây là pháp sinh diệt Sanh lão bệnh tử là pháp sinh diệt Sanh trụ dị diệt là pháp sanh diệt Thành trụ ngoài không Vẫn là pháp sanh diệt Không có cái nào Không phải là pháp sanh diệt Cái bất sinh bất diệt Là do từ tánh biến hiện Pháp sinh diệt là duyên khởi Bất sanh bất diệt gọi là tánh khởi Là trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tánh khởi hiện tướng Cái tướng đó là bất sanh bất diệt Cái năng hiện là bất sanh bất diệt Cái sở hiện cũng bất sanh bất diệt Lục đạo y chánh trang nghiêm Là a lại gia hiện Là a là gia biến ra Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Chúng ta mười pháp giới Sáu cõi là tâm hiện Thức biến Thế giới cực lạc Cùng với chúng ta đây Khác nhau Nó là tâm hiện Không có thức biến Mỗi người vẫn sinh về thế giới cực lạc Tất cả đều chuyển thức Thành trí A La Da không còn nữa, không có thì biến thành trí quệ. A La Da biến thành đại viên, cảnh trí. Tức mặt na biến thành bình đẳng tánh trí. Ý thức thứ sáu biến thành diệu quan sát trí. Năm thức biến thành sở tá trí. Bất sanh bất diệt Có ẩn hiện không có sanh diệt Cái điểm này phải làm rõ ra Bất kể là chân là vọng Thấy đều không thể được Đây chính là thực tướng ở trong 10 pháp giới Không có pháp nào bạn có thể đạt được Nhất chân pháp giới Cũng không có pháp nào có thể đạt được Cho nên Không được có một ý nghĩ Có một cái ý nghĩ Tôi thích nó Tôi muốn đạt được nó Là sai rồi Bạn hoàn toàn mê rồi Đó chính là gì vậy Một niềm bất giác mà có vô minh Đó chính là a lại gia Có niệm là a lại gia Vô niệm là trí huệ Vô niệm là đại viên cảnh trí Cho nên Tôi đầm xưa khi mới học Phật Đại sư Chương Gia đã dạy tôi Nhìn thấu buông xả Buông xả cái gì? Buông xả Vọng tưởng Buông xả phân biệt Buông xả chấp trước vọng tưởng là chỉ khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm là mê rồi khởi tâm động niệm chính là a lại gia vừa niệm là khởi tâm động niệm a lại gia đã hiện tiền cái vừa niệm đó các vị phải biết là một phần Một ngàn sáu trăm triệu Của một giây Thật quá nhanh Thật quá vi tế Đây là khởi tâm động niệm Đây gọi là vô thủy vô minh À, a lại đã xuất hiện rồi đây vừa xuất hiện phải thời gian bao nhiêu kiếp bạn mới có thể trở về trở về chính là thành phật trở về hình dạng ban đầu của bạn hình dạng ban đầu là thường tình quan sáng suốt chiếu khắp thường tình quan là trí huệ vô lượng quan vô lượng thọ không phải vật chất không phải tinh thần cũng không phải hiện tượng tự nhiên không có cách gì nói ra được chỉ có chứng mới biết đây là chân tướng sự thật phật là từ trong cái chân tướng sự thật này vì chúng ta nói ra Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Đây là Tỳ Kheo Pháp Tạng Ở trong nhân địa Từ bi trí huệ Vô tận Công đức vô lượng Thành tựu thế giới Tây Phương cực lạc Y chánh trang nghiêm Là từ tự tánh Biến hiện ra Giúp đỡ chúng ta Ở trong các hoàn cảnh này tu hành cái hoàn cảnh này là vô lượng thọ chúng ta cái thế gian này tuổi thọ quá ngắn rồi làm cái gì thời gian cũng không đủ mọi thứ thiện không thể thiết lập thời gian không đủ phải đổi đến thế giới cực lạc cái chướng ngại này là không còn là có thời gian quyết định có thể thành tựu cái thế giới này chướng duyên nhiều thế giới cực lạc không có chướng duyên thế giới cực lạc thực sự là thuận buồm xuôi gió Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây Thực tướng vô bất tướng Phi ngoan không giữ đoạn diệt Ngoan không là gì vậy? Là không có gì cả Đây gọi là ngoan không Tự tánh không phải vậy Tự tánh tuy không có tướng Gặp được duyên có thể hiện tướng chúng sinh có cảm cầu đến phật tự tánh liền hiện phật bạn cầu bồ tát nó liền hiện bồ tát nó hiện thân thực sự hữu ích hiện thân đến vì bạn thuyết pháp giúp bạn giải quyết khó khăn bạn hiểu rõ rồi giác ngộ rồi khó khăn của bạn quá giải rồi thì cái tướng này không thấy nữa phải dùng tâm gì để cảm vậy tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm cung kính liền hiện tiền ngay Bồ Tát quan thế âm Ngàn nơi cầu Ứng ngàn nơi Bồ Tát quan âm Phát cái đại nguyện này Người cầu ngài rất nhiều Cảm ứng đặc biệt rõ rệt Phật ở trên kinh này vì chúng ta Nếu chúng ta gặp phải cấp nạn Gặp phải sợ hãi Nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát quan thế âm Bồ Tát liền có thể đem nổi kinh hoàng Sợ hãi của chúng ta hóa giải Đây là sự thật Không phải giả Lão Hòa Thượng Hải Hiện Đã làm chứng minh cho chúng ta Ngay vào năm 18 tuổi Trên đồi mọc một, một cái mục đọc Mẫu thân của Ngài Cầu Thầy tìm thuốc Thầy thuốc nào, thuốc gì cũng không thể trị khỏi Ngài hiểu rõ rồi Đã nói một câu nói Thuốc hay Có trị bệnh Oan nghiệt Ngài biết Cái bệnh này là bệnh oan nghiệt Nói với mẹ của Ngài Không cần cầu thầy nữa Không cần tìm thuốc nữa Ngài một lòng một dạ Niệm Bồ Tát quan âm Niệm được hơn một tháng Thì cái một ghẻ độc này Tự nhiên liền khỏi Không thuốc mà khỏi cho nên Ngài đối với sự cảm ứng của Bồ Tát Quan Âm Không có chút nghi ngờ nào Bất luận ở trong tình trạng nào Cầu Bồ Tát quyết định có cảm ứng Chúng ta ngày nay cầu Dường như không có cảm ứng Không phải không có cảm ứng là do cái tâm chúng ta cầu này không có thanh tịnh có tạp niệm không phải tâm chân thành cung kính cũng chưa đến mức đây chính là chướng ngại không có chướng ngại nhớ kỹ chân thành thanh tịnh cung kính Bồ Tát Đại Thế Chí nói với chúng ta Người niệm Phật Cầu a di Đà Phật Ngài nói vô cùng hay Ước Phật niệm Phật Hiện tiền đương lai Quyết định thấy Phật Cầu Cảm ứng với a di Đà Phật Dùng phương pháp gì vậy? dùng tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm cung kính hàng ngày nhớ phật a di đà hàng ngày niệm a di đà phật thì a di đà phật liền hiện thân cho bạn thấy là thật không phải giả người niệm phật công phu đắc lực đã từng thấy a di đà Phật Thấy Phật Phật nhất định thọ ký cho bạn Phật khích lệ bạn Cổ vũ bạn Bạn còn được thọ mạng bao nhiêu năm Ngày báo cho bạn biết Đến khi Tuổi thọ của bạn kết thúc Ngày đến tiếp dẫn đây chẳng phải giống như đã thọ ký rồi sao Bạn biết lúc sắp mạng chung Quyết định giảng sanh Ai đi đà Phật Không có nói vọng ngữ Nhất định đến tiếp dẫn bạn Đây gọi là hiện tiền thấy Phật Sau khi giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc rồi Đó là tương lai thấy Phật Đừng lại kiến Phật. Hiện tại là hiện tiền thấy Phật. Có rất nhiều người thấy Phật ở trong mộng, thấy Phật ở trong đỉnh. Khi thấy Phật giống như mộng mà không phải mộng, vừa giống như nằm mộng, vừa không giống nằm mộng. Người niệm Phật chân chánh Ở trong một đời Không chỉ một lần Đại sư Huệ diện bốn lần Chúng ta có lý do tin Người ba bốn lần Giống như Ngài vậy Người niệm Phật chân chánh Ở trong một đời đều có thể có Không phải không thể Câu nói này dưới đây Là trong Kinh Kim Càng nói Nhược kiến Chư tướng phi tướng tức kiến như lai Chúng ta xem chú giải của niệm lão Hữu thực tướng Vô bất tướng Phi quan không giữ đoạn diệt Phi như uy bao thủ giác Nhất thiết hư vô Lông rùa sừng thỏ là thí dụ Rùa thì không có lông Thỏ thì không có sừng Nói lông rùa sừng thỏ Đây là chuyện hoàn toàn hư vô Kinh Kim can Dân Phạm sự hữu tướng giai thị hư vọng Ý nghĩa của câu nói này là gì vậy? Khi chúng ta đối với tất cả hiện tượng Thấy đều buông xả Không nên chấp trước không những không chấp trước Cũng không nên phân biệt Không những không phân biệt Không nên khởi tâm đồng niệm vì nó Thấy đều là hư vọng Phạm cái gì có hình tướng là hư vọng Phật chúng ta nói là chân thật tự tánh tự tánh là có không phải hư vọng nhưng mà cũng không thể được vì sao vậy nó không có tướng có tướng là giả tướng không có tướng là chân tướng chân tướng không thể được giả tướng cũng không thể được cho nên là giả là thật đều không nên để ở trong tâm để ở trong tâm là sai rồi Cái này là Pháp môn chung mà mọi người phải tu Thật sự là khó a di đà Phật mở ra cho chúng ta Pháp môn đặc biệt Chỉ phương lập tướng chỉ phương là phương hướng thế giới tây phương cực lạc lập tướng là nơi đó có thế giới cực lạc có a di đà phật cái ý này là nói thượng tướng vô tướng khó bạn không thể làm được chỉ phương lập tướng dễ dàng ta có phương hướng nhất định ta không phải mờ mịt ta có mục tiêu nhất định ta phải về thế giới cực lạc thế giới cực lạc thật sự có a di đà Phật thật sự có Đại sư Ngọc Ích làm chứng cho chúng ta Bản thân Ngài tuổi về chiều Có biệt hiệu khác Gọi là Tây Hữu Đạo Nhân Tây là Tây Phương Hữu chính là có thế giới cực lạc Có a di đà Phật Quyết định là có Đó không phải không Chúng ta đem tâm đặt ở trong đây Đặt ở thế giới cực lạc Niệm niệm không quên A-di-đà Phật So với Trong Kinh Kim Cang nói Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng Tức thấy như lại dễ dàng dạ quá nhiều rồi Câu nói này rất dễ dàng dạ làm được Bốn câu nói này trong Kinh Kim Cang Ý là nói Thực tướng Ly tướng Ly tận hư vọng chi tướng Bạn sẽ thấy Thực tướng Thực tướng chính là Như Lai Cái mà chỗ này chỉ là Pháp thân Như Lai Pháp thân Như Lai không có tướng Pháp thân Như Lai Ở trong tình độ tông gọi là gì vậy Gọi là thường tịch quan không tướng hoàn toàn sáng suốt thường là bất sanh bất diệt tịch là không như không sạch nhất định không có ô nhiễm thanh tịnh bình đẳng quang là sáng suốt chiếu khắp khắp pháp giới hư không giới không có chỗ nào không chiếu cái chiếu này chính là bình đẳng gia trì Vấn đề là Chúng sanh tôi muốn tiếp nhận hay không? Nếu không muốn tiếp nhận Thì nó không thể gia trì Tuy không thể gia trì Nhưng không hề lìa khỏi Nó là bình đẳng gia trì Nó chiếu bạn Bạn không để nó chiếu bạn có cái gì để chứng ngại nó? Cái, cái gì chứng ngại vậy? Nghiệp chướng. Bạn hỏi nghi. Bạn không biết, không biết là vô minh. Không biết có cái sự việc này. Đây là vô minh. Không tin. Hoài nghi. Cho nên tuy chiếu bạn Bản thân bạn, một mấy mây cảnh giác cũng không có. Nếu như là người học Phật, họ học qua Kinh Vô Lượng Thọ. Họ hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Họ xin tâm quan hỷ. ta mỗi ngày sống ở đâu vậy? sống ở trong như lai thường tịch quan. cái giá trị này họ hoàn toàn được thỏa dụng. nghiệp chướng của họ tiêu rất nhanh. là phật quan chiếu vào họ. trí huệ của họ nâng lên. thật sự lì khổ được vui rất quá hệ bản thân hợp thành một thể giới phật hợp thành một thể đây có phải thật không vậy là thật vì sao vậy ngay cả nhà khoa học cũng biết tất cả pháp từ tâm tưởng sanh cái tâm này của chúng ta tốt biết bao ý nghĩ tốt biết bao hợp thành một thể dưới thường tịnh quan của Phật, Phật có pháp thân ta cũng có pháp thân, pháp thân của ta có không phải không có, do mê rồi, ta hiện nay không mê giác ngộ rồi, thì pháp thân của ta cùng pháp thân Phật là một thân. Lập tức liền nhận được Mười phương Vô lượng vô biên Vô số như lai Đều giá trị bản Sống ở trong như lai Thường tịch quan Nhất tâm niệm Phật Đâu có lý nào không thấy Phật Đâu có lý nào không giảng sanh chứ Chúng ta xem tiếp xuống phía dưới. Pháp thân như Lai, lì nhất thiết tướng. Cố vấn thực tướng, vô tướng. Vì sao vậy? Pháp thân như Lai, không khởi tâm, không động niệm. Ở trong tất cả pháp, không có khởi tâm, động niệm. Đây là Pháp thân Phật Ở mọi lúc, ở mọi nơi Không khởi tâm, không động niệm Không thể làm được Bởi vì khởi tâm động niệm Bản thân không biết Nó quá vi tế Chúng ta chỉ có nương tựa vào A-di-đà Phật Chúng ta khởi tâm đồng niệm là thế giới cực lạc là, là a di đà phật chúng ta phân biệt chấp trước cũng là thế giới cực lạc cũng là a di đà phật ngoài thế giới cực lạc a di đà phật ra Ta thấy đều buông xả gì thì đúng rồi đây chính là người niệm phật chân chánh đây chính là đệ tử như lai vận chánh đệ tử di đà chú dạy phần dưới nói đảng phi vô pháp thân pháp thân như lai lìa tất cả tướng lìa tất cả tướng hoàn toàn không phải không có pháp thân Cho nên lại nói Thực tướng vô bất tướng Sinh diệt chi pháp Toàn thuộc hư vọng Đáng sinh diệt chi trung Hữu cá bất sinh bất diệt đích Cái này phải biết ở trong sinh đại diệt đại Có cái bất đại sinh đại bất đại diệt Đó chính là Pháp, Pháp Thân Pháp Thân không thân có tướng Tịnh Tông gọi là Thường Tịnh Quán Nó rất hay Trong Kinh đại, 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 đại Thừa Hoa Nghiêm nói Đại Quang Minh Tạng Chính là Thường Tịch Quang nó không có tướng cái quan này mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy sáu căn không thể duyên đến a là giá thức cũng không thể duyên đến được A lại gia chỉ có thể duyên đến tướng tam tế Duyên hư không pháp giới Thấy đều là duyên vọng tướng Phạm cái gì có hình tướng Nó đều có thể duyên đến được Chỉ là không thể duyên đến thường tịch quan Không thể duyên đến pháp thân Cho nên nó có cái bất sinh Bất diệt Chưa sinh diệt pháp Thì sai biệt pháp Đảng sai biệt chi trung Hữu cá vô sai biệt đích Bất sanh bất diệt Vô hữu sai biệt Tức thì bình đẳng tướng Thượng tướng là tướng bình đẳng Hoàn toàn sáng suốt Bồ Tát tiến nhập vào thường tịch quang Không những bình đẳng với tất cả chư Phật như Lai Mà thấy đều bình đẳng với muôn sự, muôn vật Trong khắp Pháp giới, hư không giới Đây gọi là bình đẳng nhất tướng Một là bình đẳng Hai là không bình đẳng Bình đẳng nhất tướng là gì? Là hợp thành một thể với dạng sự dạng vật Giống như lời mà Ngài Hủy Năng nói đầu ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp Năng sanh cùng sở sanh là một không phải hai Dạng Pháp chính là nhất tâm Nhất tâm chính là dạng Pháp đoạn dưới đây nói thực tướng nghĩa thâm thực tướng nghĩa thâm nghĩa lý quá sâu bồ tát tam thừa cũng không thể nhìn thấy pháp thân bồ tát nhìn thấy rồi đại sư Huệ Tăng nói ra rồi nghĩ nhìn thấy rồi đây gọi là kiến tánh thành phật y bác của hòa thượng ngũ tổ nhẫn đã truyền cho lục tổ rồi thực tướng chính là năm câu nói mà ngài nói năm câu nói chính là thực tướng nhược minh thực tướng tức vi ngộ đại thừa lý lý của phật pháp đại thừa lý thể lý tánh họ thấy đều hiểu rõ rồi Dưới đây Niệm lão Nêu ra một thí dụ Lấy dạng Thí dụ cho thực tướng Lấy dạng làm tháp Làm tượng Phật làm bình làm chén làm xuyến làm vòng trang sức xuyến là đeo ở trên cổ tay trang sức đeo trên tay mỗi cái hiện ra tướng khác biệt mỗi mỗi là làm bằng vàng cả tướng khác nhau Thẳng tương chúng khí trùng nhập giả lư Đem những thứ tháp tượng bình chén xuyến vòng này Thấy đều cho vào giả lư Giả lư là lò luyện kim thấy đều nấu chảy ra thành dạng các tướng trước đó. thấy đều tiêu hết đánh các khí bản thể chi kim nhưng cụ như thị ý nghĩa là già thí dụ cho thực tướng biết bao nhiêu muôn sự muôn vật ở bên ngoài này đây là giả tướng nhưng mà Tất cả mọi hiện tượng không thể lìa khỏi thực tướng, lìa khỏi thực tướng thì nó không còn nữa. Thực tướng là bản thể của tất cả tướng. Bản thể gọi là thực tướng. Thực tướng không phải là tất cả tướng, không thể nói nó không có tướng. cho nên thực tướng vô bất tướng dưới đây gì chúng ta nói cả kiến các khí sai biệt chi tướng hữu sanh hữu diệt giai thuộc hư vọng đảng các khí bản thể chi kim nó bình đẳng nhất tướng nó no, bất sanh, <laughs> bất diệt <dịch>, bất tâm, <laughs> bất giảm lão cư sĩ dùng cái phương pháp này để làm thí dụ cho chúng ta vĩ thượng vĩ kim dụ chân thực bình đẳng chi thực tướng vĩ kim khí dụ chủng chủng sai biệt tướng từ thí dụ trên chúng ta có thể hiểu rõ nếu nhìn thấu những đồ dùng bằng vàng này như tháp tượng bình chén xuyến vòng những tước khác biệt hư vọng này tức kiến chư khí trung bình đẳng chân thực chi kim dùng cái thí dụ này ly nhất thiết pháp hư vọng chi tướng tức kiến thực tướng bạn đã nhìn thấy rồi người thông minh không cần đem dạng cho vào trong lò luyện kim Nấu chảy nó ra Nấu chảy ra là giống nhau Không cho vào lò luyện kim Nhìn thấy những thứ tháp tượng bình chế Nó chính là đều là vàng rộng Là bình đẳng Không có khác biệt Ly Hư vọng sai biệt chi tướng Bạn không chấp tướng cho nên gọi là vô tướng Ư ừ, hư vọng sai biệt chư tướng chi trung Hữu Chân thực bình đẳng chi bản thể Cho nên gọi là vô bất tướng Phần sau tổng kết 12 chữ này Đương tướng ly tướng Tướng gì vô tướng Nãi hiển thực tướng Thực tướng ở đâu vậy? Là ngay nơi tướng Chúng ta học tập Bởi vì chúng ta dùng truyền hình Dùng mạng internet Thí dụ Gần gửi nhất Không gì bằng màn hình của chúng ta Màn hình tinh vi Màn hình máy tính Tôi thường hay đem màn hình Thí dụ cho thực tướng Tự tánh lý thể Hình ảnh Thí dụ cho vọng tướng Hình ảnh là có sinh có diệt Thiên biến dạng hóa Thể thì vĩnh viễn bất biến Bất sanh bất diệt Thể ở đâu vậy? thể ở trong tướng chúng ta nhìn thấy hình ảnh trên màn hình tv đồng thời cũng nhìn thấy màn hình tự thể của màn hình không có màn hình thì cũng không có hình ảnh hình ảnh nhất định phải dựa vào màn hình mới có thể hiện Cho nên bạn nhất định phải biết Cái có sanh có diệt Là hình ảnh Hình ảnh thiên biến dạng hóa Cái bất sanh bất diệt là màn hình Ở trong hình ảnh Có sanh có diệt không có lìa khỏi màn hình Màn hình là thể cái gì là thật cái gì là giả nhìn thấu rõ ràng rất minh bạch đoạn dưới đây thực tướng ly ngôn thuyết có thể nói ra được không vậy Không thể nói ra được Chúng ta xem đoạn dưới đây Đại sư Nam Nhạc nói Thuyết tợ nhất vật tức bất trúng Cố vận Phạm hữu ngôn thuyết dài vô thật nghĩa Chúng ta xem nguyên văn của lão niệm Giải thế nhưng Thực tướng ly ngôn thuyết Không thể nói ra được Đúng như đại sư Hoài nhượng Nam Nhạc đã nói thuyết tợ nhất vật tức bất trúng sai rồi cố thực phi nhiệm thế gian thí dụ sở năng thâm minh thí dụ phần trước nêu thí dụ dùng vàng cùng đồ dùng bằng vàng sai lầm cho rằng thật có một cái vàng Có tướng là giả, vàng là thật Vẫn là chấp tướng rồi Không có cách gì tỉ dụ được Cũng không có cách gì nói ra được Thật sự cần trí huệ chân thật Mà thế hội Nếu sai lầm cho rằng thật có một cái tướng dạng cụ thể Có thể được thì vẫn ở trong tướng Chứ chưa phải thực tướng là vô tướng Cố vân phàm hữu ngôn thuyết Giai vô thực nghĩa Cho nên Phật Pháp không được chấp trước Tại vì sao trên Kinh Kim Cang nói Tất cả Pháp hữu vi Như mộng hiển bèo bọt Pháp hữu vi là Pháp có sanh diệt Ngôn ngữ là có sanh có diệt Phạm cái gì có sanh có diệt Thì gọi là Pháp hữu vi Hữu vi chính là có sanh có diệt Thế đều là hư vọng Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết Pháp Ngôn ngữ có sanh có diệt Cho nên Bồ Tát Mã Minh Ở trong khởi tính luận nói với chúng ta Phải nghe như thế nào? Bạn mới thật sự nghe được Phật Pháp vậy văn pháp rồi phải lìa tướng ngôn thuyết không được chấp trước ngôn thuyết ngôn thuyết là sanh diệt nếu như xem kinh thì sao kinh là tướng văn tự văn tự là ký hiệu của ngôn ngữ nó cũng là Pháp sanh diệt Ngôn ngữ không được chấp trước Thì văn tự cũng không được chấp trước Cái thứ hai Không được chấp trước tướng danh tự Ở đây nói thực tướng Thực tướng là danh tự vô bất tướng cũng là danh từ bạn phải từ trong danh từ hiểu được ý nghĩa của nó không nên chấp trước tướng văn tự không được chấp trước ngôn thuyết văn tự không được chấp trước không được chấp trước danh từ thuật ngữ toàn là giả vẫn không được chấp trước tướng tâm duyên Tôi vừa nghe thấy Vậy là gì? Không có ý Ý là do chính bạn nghĩ ra Không có ý Không có ý, Không có, ý. có thể sinh ra vô lượng nghĩa Có một cái ý là chết mất rồi Là cái ý này Không thể nói cái ý thứ hai Cho nên kinh điển của Phật tuyệt diệu bạn thật sự có thể hiểu được không chấp tướng văn tự không chấp tướng danh tự không chấp tướng tâm duyên bạn cứ một mạch đọc như vậy là sẽ khai ngộ số lần đọc nhiều rồi sẽ tự thấy nghĩa của nó Nghĩ gì vậy? Vô lượng nghĩa Từng câu từng chữ đều là vô lượng nghĩa Ở trong mỗi một chữ đều có tất cả ý nghĩa ở trong đó Viên mãn không có thiếu một cái nào Cái hiện tượng này giống như điều mà nhà khoa học hiện đại phát hiện cái triết lý ba chiều ba chiều bạn xem phim ba chiều đó là dùng hai chùm ánh sáng là vẹt chiếu ra Chiếu hình ảnh của một người Khi dưới sự chiếu xạ của Tia La Ghe, Hình ảnh nhìn thấy rồi Chân Dung nhìn thấy rồi Đem một ảnh tách thành hai ảnh Mỗi một ảnh dưới sự chiếu xạ của Tia La Ghe Là hoàn chỉnh Không phải một nửa là hoàn chỉnh Bạn đem nó chia cắt thành một trăm tấm Cắt thành hai trăm tấm Mỗi tấm đều là hoàn chỉnh Đây là khoa học cận đại phát hiện Cái hiện tượng này trên Kinh Phật đã nói rõ từ sớm rồi Trên Kinh điển này mỗi một Kinh văn Cái văn tự này bên trong Đã hàm chứa ý nghĩa của toàn Kinh Hoặc giả nói với bạn một đại tạng giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm nói đều ở trong một tí Một chút văn tự này Thấy đều là như vậy Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức tất cả Tất cả tức một Đây là đạo lý gì vậy? Đây là tánh đức Tự tánh vốn dĩ đầy đủ phải biết tự tánh không có lớn nhỏ bà nghĩ lớn lớn mà không ngoài bà nghĩ nhỏ nhỏ mà không trong không có lớn nhỏ tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng chúng sanh là vọng tâm ứng là hiện tướng thế là chúng ta đã biết chúng ta nghĩ đến phật liền hiện tướng phật chúng ta nghĩ đến bồ tát liền hiện tướng bồ tát nghĩ cái gì hiện cái nấy niềm cái gì hiện cái nấy sẽ không làm bạn thất vọng ý nghĩ phải thiện tôi hôm nay dịch ra chút thời gian xem một phần tư liệu của tả tổng triều châu tặng cho tôi ông ở bên đó mở lớp dạy học có một bài học người không thể không xem thí nghiệm khoa học thí nghiệm này là gì vậy thí nghiệm nước của tiến sĩ giang Bụng thắng cho mọi người xem dùng khoa học để nói chân tướng của nhân quả cho bạn xem Bạn khởi một cái ý nghĩ thiện Thì nước kết tinh vô cùng đẹp Bạn khởi niệm ác Thì nước kết tinh vô cùng xấu Ông cho nước xem, cho nước nghe Chúng ta khởi tâm động niệm Cho nước đến cảm ứng hàng triệu thí nghiệm không hề sai chạy nói cho người biết sức khỏe thể chất của bạn sự nghiệp thành hay bại cho đến vận mình cả đời của bạn tất cả là do ý niệm của chính bạn tạo nên Chứ không liên quan gì đến người khác Lời khuyên này Là lời cảnh giác cao độ Cho mọi người Người không được phép Không có thiện niệm Nhà khoa học nói với chúng ta Cơ thể người chiếm 70% là nước Trong thí nghiệm nước kết tinh này Đã chứng minh rồi Chúng ta một cái niệm ác Thì 70% nước trong cơ thể chúng ta Phản ứng đều vô cùng không tốt Cơ thể của bạn sao có thể khỏe mạnh được chứ Bạn sao có thể có hạnh phúc được Ông hoàn toàn dùng đĩa CD dạy học Chọn ra những tài liệu này sắp xếp khoa học rất hay Bài học đầu tiên là khiến bạn tin Ý nghĩ của bạn quan hệ Cùng với sức khỏe thân tâm của bạn Quan hệ với hạnh phúc gia đình bạn Quan hệ với tiền đồ của bạn Quan hệ đến sự thành công hay thất bại của bạn vô cùng nghi sốc với người. Sau khi bạn xem rồi, đây là nhà khoa học nói. Không phải do tôn giáo nói. Không phải do cổ nhân nói. Hiện nay khoa học thí nghiệm bạn tự mình cũng có thể thí nghiệm khoa học chứng minh mọi người không dám không tin ý nghĩ và tự tánh của chúng ta là hai mặt của một thể tự tánh là năng hiện năng xanh ý nghĩ có thể thay đổi là hiện tượng sở sinh, sở hiện đây chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Đây chính là tướng do tâm sanh Cảnh tùy tâm chuyển Có thể cứu cái thế giới này hay không vậy? Có thể cái quá trình này của ông tiến sĩ gian bổn cái thí nghiệm này cái phim này còn có một đĩa khác là thiên hạ phụ mẫu tâm nói về đạo hiếu có thể đem nó hợp thành một đĩa lưu thông rộng rãi Giáo sư Lưu Dư Lợi Cùng chia sẻ với mọi người Quần thư trị yếu Cùng nên lưu thông riêng lẻ vẫn quá hay rồi Hai điểm này tôi nghe qua rồi chúng ta không có cơ hội đến hiện trường để nghe cái bài giảng này cùng với mọi người đĩa tặng cho chúng ta chúng ta tự mình ở nhà nghe cũng như nhau cũng tương đương với tham gia khóa học của họ cho nên khóa học của ông có một số bài vô cùng hay đem nó chọn ra Chúng ta cướp đi nhiều Tặng cho học viên có duyên Người trong gia đình này nghe rồi Thì gia đình hòa hợp Cái đoàn thể này nghe rồi Thì cái đoàn thể này hưng vượng Công đức vô lượng vô biên Có thể giúp cho xã hội hài hòa Giúp phá giải xung đột Giúp xã hội hồi phục về ổn định hài hòa Sau cùng đoạn này Thứ ba Viên giác vân Chư huyễn tận diệt Giác tâm bất động Giác tâm là thanh tịnh bình đẳng giác huyễn diệt, diệt cố, phi huyễn bất diệt Đây chính là thật Cố vân bất dụng cầu chân Duy tu tức kiến kiến đều là vọng không phải thật chúng ta xem nguyên danh của niệm lão hữu viên giác kinh vân chư huyễn tận diệt Giác tâm bất động Hủy diệt vì cố phi huyễn bất diệt Thí như ma kính Câu nói này Người hiện đại Có mà hiểu được Điều mà trong kinh nói Vào thời xưa Cái thời đại đó Cái thời đại đó chưa có pha lê Pha lê là cận đại mới phát minh Trên kinh Phật nói pha lê Thì hiện nay gọi là thủy tinh Không phải pha lê hiện nay của chúng ta Là thủy tinh một trong bảy báo gương trước đây là gương bằng đồng làm bằng đồng phải thường xuyên lau chùi càng lau chùi thì nó càng sáng có thể soi thấy nếu đem bụi bẩn ở trên gương lau chùi sạch chùi sạch sẽ nó sẽ sáng bẩn hết thì sáng hiện nếu như cái gương này để một tháng nửa tháng thì soi bị mờ rồi nhất định phải lau chùi gương phải thường xuyên lau chùi càng chùi càng sáng dùng gương để làm thí dụ kinh trung sở vân Huyện diệt hậu chi giác tâm Giữ cấu tận hậu chi minh hiện Quân chỉ Ly vọng sở hiện Bình đẳng nhất Vị chi thực tướng giả Nếu có thể thể hội được cái ý này Giác tâm Sau khi huyển diệt với chùi gương Bụi bẩn ở trên mặt gương Sau khi lau chùi sạch thì sáng hiện soi rất là rõ ràng Ý nghĩa đều là nói Lì vọng thì chân tướng hiện ra một mực bình đẳng ma kính nói thật ra gương đâu có cần phải lau chùi thế chùi là chùi cái gì là chùi bụi bẩn nó ô nhiễm cái thứ này đem nó chùi sạch sau khi chùi sạch rồi thì gương cái tính năng chiếu này là cái vốn có của nó không phải do bàn chùi mà có nó vốn dĩ là có thể chiếu soi không lau chùi thì bụi bẩn chướng ngại nó trên mặt nó có đồ dơ bẩn khi soi sẽ mờ soi không rõ ràng Đem bụi bẩn của nó lau chùi sạch sẽ Chùi sáng rồi Thì soi rất rõ ràng Cái chiếu này là xưa nay Nó là năng chiếu Cho nên nó không phải có từ bên ngoài Chân tướng của chúng ta cũng như thế Chân tướng vốn dĩ là có Là giống như gương vậy Giống dĩ là năng chiếu Đây là bản năng của nó Hiện nay tại vì sao không thể chiếu vậy Nó có bụi bẩn Có ô nhiễm Thực tướng của chúng ta là Cái vốn có Hiện nay tại sao không có vậy Bạn có phiền não Bạn có nghiệp chướng Trên kinh thường nói là Trọc ác Trọc chính là ô nhiễm Ác chính là ác nghiệp Thập ác nghiệp Có Vô minh có phiền não Thì không thấy thực tướng rồi Không phải không có Có đó Dĩ nhiên là có giả tướng không phải vĩnh viễn tồn tại chân tướng vĩnh viễn tồn tại cái vĩnh viễn tồn tại chúng ta không nhìn thấy cái chúng ta nhìn thấy toàn là hư vọng toàn là giả giống như chiếc gương này vậy gương động để thời gian rất dài không lau chùi trên mặt bị rỉ xét chiếu soi cái gì cũng không thấy hoàn toàn không có cái năng lực chiếu này chúng ta đem nó lau chùi sạch sẽ hồi phục rồi nó lại có thể chiếu chiếu rất rõ ràng cái có thể chiếu này chính là bản năng của nó Cho nên nói tánh gương vốn sáng Không phải có từ bên ngoài Bẩn trừ thì sáng hiện Lìa vọng tức chân Nếu chưa chúng ta muốn hiểu rõ Thực tướng Chân tướng Thì lìa vọng chính là chân tướng Cho nên Phật dạy chúng ta Thầy dạy chúng ta đều phải buông xả là như vậy bởi vì bạn không chịu buông xả cho nên bạn không có cách gì nhìn thấy chân tướng nếu bạn buông xả rồi thì chân tướng liền hiện tiền ngay buông xả cái gì vậy buông xả vọng tưởng buông xả phân biệt buông xả chấp trước phật nói với chúng ta Ba loại phiền não lớn này Đã chướng ngại tự tánh của chúng ta Đã chướng ngại thực tướng các Pháp Tự tánh chính là thực tướng Thực tướng chính là biệt danh của tự tánh Chúng ta có trí huệ viên mãn có đức năng vô lượng có tướng hảo trang nghiêm mọi thứ đều không thiếu hiện nay biến thành cái hình dạng này vì sao vậy chính là ba loại chướng ngại đem tính đức của chúng ta đem bản năng trí huệ của chúng ta thấy đều chướng ngại rồi mới biến thành cái hình dạng này. Cho nên cậu nhân nói: bất dụng cầu chân, duy tu tức kiến. Kiến đây chính là vọng kiến, vọng tưởng phải đem vòng kiến vọng tưởng thấy đều dứt sạch thì chánh tri chánh kiến tự nhiên sẽ hiện tiền cho nên dưới đây tổng kết thành chúng sanh chi kiến giai vòng kiến giả chân giả phật tri kiến giả cái gì là thật phật tri phật kiến là thật tri kiến của chúng sanh đều là sai lầm chúng ta cần nên thừa nhận phải tin không nên hoài nghi Ngày nay dùng cái gì Để điều chỉnh quan niệm sai lầm của chúng ta vậy Cái điều chỉnh này Chính là dùng kinh giáo Lời mà trong kinh giáo nói là Phật tri, Phật kiến Cho nên Dưới đây đoạn này hướng dẫn chúng ta Ly nhất thiết tướng Tức nhất thiết pháp Ở trong Kinh Đại Thừa Phật nói rất nhiều Hai câu này chúng ta rất quen thuộc Ly Cổ vô tướng Tức Cổ vô bất tướng Bất đắc dĩ gượng gạo gọi nó là Thực tướng Cho nên thực tướng có được chấp trước hay không? Không được Nếu bạn chấp trước có cái thực tướng là sai Đây là một cái danh từ giả thiết Để dạy học của Thích Ca Mâu Ni Phật Đây gọi là tướng danh tự bạn chấp trước cái thực tướng này Bạn vĩnh viễn không thể nhìn thấy thực tướng Không chấp trước liền nhìn thấy ngay Hay nói cách khác Không khởi tâm, không động niệm Không phân biệt, không chấp trước Thì mắt bạn nhìn thấy chân tướng Tai nghe được chân âm Mũi ngửi được chân âm Lưỡi nếm được chân vị tất cả đều là chân thật không có hư vọng hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến chỗ này